Tiếp mục nhảy nụ cười xuân của các cô, các chị trong chi hội phụ nữ cụm 2 ngày hôm nay sẽ như một lời chúc mừng năm mới thịnh vượng và bình an dành tặng cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để dành cho các cô, các chị được không ạ? Kia hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời cùng bên nhau.